Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 11 tháng 9 năm 2023. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng đến với phần nội dung chi tiết. Huấn luyện viên Philippe Chuzier, cầu thủ Việt Nam cần phải tập 10 lần mới ghi được một bàn. Trước trận đấu giao hữu quan trọng trong dịp FIFA Day với đối thủ Palestine trên sân vận động Thiên Trường, huấn luyện viên Philippe Chuzier cho biết đội tuyển đang cố gắng và nỗ lực hoàn thiện từng ngày nhưng không dễ dàng vì còn rất nhiều hạn chế. Thưa quý vị, huấn luyện viên người Pháp cho biết ông đang cố gắng tuyển chọn những cầu thủ có tố chất kỹ thuật để hoàn thiện hơn, đồng thời đưa ra những chỉ dẫn, hướng dẫn đấu pháp cụ thể. Theo ông thì các cầu thủ hiểu ý đồ nhưng chưa thể hiện được sự nhuần nhuyễn khi vào sân. Đó là sự khác biệt giữa Việt Nam so với nhiều nền bóng đá khác. Nếu Brazil làm 2 lần ghi một bàn, Nhật Bản 3 lần ghi một bàn thì Việt Nam cần 10 lần. Nhà cầm quân người Pháp cũng khẳng định công việc phát triển bóng đá Việt Nam không chỉ phó mặc cho huấn luyện viên trưởng ở đội tuyển quốc gia và hy vọng nhiều huấn luyện viên cấp câu lạc bộ, đào tạo trẻ có thể giúp các cầu thủ cải thiện những kỹ thuật cá nhân cơ bản. Các giải đấu chuyên nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng, câu lạc bộ cải thiện sân bãi, cầu thủ được khuyến khích ra nước ngoài thi đấu. Thưa quý vị, trong đợt tập trung trước đó vào tháng 6 năm 2023, đội tuyển Việt Nam chúng ta đã đánh bại Hồng Kông và Syria cùng với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, mặc dù giành chiến thắng nhưng giới hâm mộ và các chuyên gia vẫn dành nhiều sự nghi ngờ và nhiều dấu hỏi sau trận đấu đã qua. Huấn luyện viên người Pháp có chia sẻ: "Con người không ai hoàn hảo, bóng đá thì không thể lường trước được kết quả." Và lấy ví dụ Đức vừa thua Nhật Bản 1-4 ở giao hữu tối ngày 9 tháng 9. Đội tuyển này đang hoàn thiện từng ngày. Tôi nói với cầu thủ là phải luôn luôn nỗ lực, không từ bỏ để khi thất bại cũng không thất vọng về bản thân. Đó là những chia sẻ của huấn luyện viên Chuzier ở buổi báo trước trận đấu với Palestine. Đồng thời ông cũng hy vọng Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn so với đợt tập trung tháng 6, nhưng vẫn nhấn mạnh từ nay đến hết tháng 10 vẫn chỉ là quá trình thử nghiệm nhân sự, chiến thuật và trận gặp Philippines vào ngày 16 tháng 11 tại vòng loại 2 World Cup 2026 sẽ là lúc mà ông sử dụng đội hình mạnh nhất và ưng ý nhất. Huấn luyện viên Chuzier nói lời thật lòng về việc sử dụng Văn Quyết. Trước câu hỏi về phương án sử dụng cầu thủ kỳ cựu Văn Quyết, huấn luyện viên Chuzier cho biết: "Tôi chưa thể nói bất kỳ điều gì một cách công khai rằng kế hoạch dùng Văn Quyết sẽ như thế nào ở thời điểm hiện tại. Cậu ấy thì luôn luôn nằm trong sự tính toán sử dụng của tôi. Văn Quyết vẫn thể hiện rất tốt ở mùa giải này dù từng bị treo giò 8 trận." Huấn luyện viên Palestine không ngạc nhiên nếu thua đội tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, huấn luyện viên Dabu của đội tuyển Palestine đánh giá cao đội tuyển Việt Nam của chúng ta trước thêm trận giao hữu. "Đội tuyển Việt Nam là đội bóng tốt và nếu chúng tôi thua thì cũng không có gì ngạc nhiên. Họ thi đấu trên sân nhà và đó là lợi thế rất lớn. Tuy nhiên trong suốt 90 phút, việc thắng thua không thể đoán trước được. Đây là trận đấu quan trọng với đội tuyển Palestine để chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế nên chúng tôi sẽ chơi hết sức." Đội tuyển Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc. Dưới thời tân huấn luyện viên Chuzier, tôi đã xem hai trận đấu giao hữu của họ với Hồng Kông và Syria. Còn đội tuyển Palestine, chúng tôi không chuẩn bị chỉ cho trận đấu này mà còn cả những trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2026. Tuyển Việt Nam tập thử sân Thiên Trường chờ đấu Palestine. Thưa quý vị, theo kế hoạch thì Việt Nam đã tập thử sân Thiên Trường vào lúc 19 giờ ngày hôm qua, nhưng sau đó đã đổi xuống muộn hơn 30 phút để chung với thời gian thi đấu ngày hôm nay 11 tháng 9. Trong khi đó, đội khách Palestine đã tập thử sân cũng trong khung giờ này nhưng vào tối hôm trước. 26 cầu thủ trong danh sách rút gọn đều có mặt và ra thể trạng tốt. Cao thủ ít xuất hiện tại Việt Nam do thi đấu ở nước ngoài như Văn Toàn, Công Phượng nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và cả người hâm mộ. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chỉ đạo của trợ lý thể lực Cedric Roger, cao thủ chúng ta thực hiện các bài khởi động đã rất quen thuộc dưới thời huấn luyện viên Chuzier. Tiền đạo Vũ Quang Nam là một trong 6 cầu thủ lần đầu tiên có tên trong danh sách rút gọn chuẩn bị cho một trận đấu ở cấp đội tuyển quốc gia. 5 cái tên còn lại bao gồm thủ môn Văn Phong, trung vệ Giác Tuấn Dương, hậu vệ Phạm Trung Hiếu, tiền vệ Phạm Văn Luân và Lê Phạm Thành Long. Khâu di chuyển được làm rất đa dạng từ giật lùi, tăng tốc và xoay hồng. Cao thủ có tinh thần vô cùng thoải mái, sảng khoái, lại được thời tiết ở Nam Định ủng hộ với không khí mát mẻ và có mưa nhỏ đan xen, tất cả đều đã sẵn sàng để có cơ hội ra sân cho trận đấu với Palestine. Hậu vệ phải Trương Tiến Anh vẫn có tên cho đội hình của huấn luyện viên Chuzier. Trước đó anh đã thi đấu trận giao hữu thắng Hồng Kông 1-0 hồi tháng 6, nhưng sau đó đã gặp một chút trục trặc về sức khỏe. Huấn luyện viên Chuzier đã trao đổi với trợ lý trước buổi tập. Ông nói chuyện rất kỹ với những người trợ lý của mình. Nhà cầm quân người Pháp đang qua chiến thắng liên tiếp của đội tuyển và có thể tiếp tục bất bại khi gặp đối thủ ngang trình đó là Palestine. Huấn luyện viên Chuzier cũng coi Thiên Trường là sân đấu may mắn với đội tuyển Việt Nam với đông đảo khán giả tới cổ vũ, một bầu không khí tuyệt vời. Nên ông càng tin tưởng vào kết quả tích cực dành cho đội tuyển. Mục tiêu của ông Chuzier vẫn là thử nghiệm đội hình, trao cơ hội cho một số nhân tố mới. Tuy nhiên, việc chỉ dùng được 11 cầu thủ đá chính cùng 6 quyền thay người khiến nhà cầm quân 67 tuổi sẽ phải tính toán cực kỳ kỹ lưỡng. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam đối đầu với Palestine sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày hôm nay tại sân vận động Thiên Trường. Ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 11 năm 2014, Việt Nam để thua 1-3. Hiện tại chúng ta xếp hạng thứ 95 trên bảng xếp hạng của FIFA, hơn đại diện Tây Á một bậc. Hầu hết cầu thủ Palestine thi đấu ở trong nước, nhưng cũng có 10 cái tên thi đấu ở nước ngoài, gồm Thụy Điển, Thụy Sĩ, Israel, Ấn Độ,
Chile, Indo, Thái Lan và cả Azerbaijan. Thua đau đớn, Thái Lan lại lỡ hẹn với chức vô địch Kings Cup. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn Iraq, nhưng chính Thái Lan và đội đã nhập cuộc tốt hơn ở trận chung kết Kings Cup 2023. Voi chiến ở đội bóng đã chủ động cầm bóng nhiều hơn, triển khai những pha phối hợp bên hành lang biên. Trong khi đó, Iraq lựa chọn lối đá phòng ngự và chờ đợi những thời cơ để phản công. Dù cầm bóng ít hơn, nhưng Iraq mới là đội có được bàn thắng mở tỷ số trước. Tận dụng tình huống lộn xộn trong khu vực cấm địa của Thái Lan, Hussein là người đã có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành đưa Iraq vừa lên dẫn trước 1-0. Trong khi hàng thủ của đội chủ nhà thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những phút sau đó, Thái Lan vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn và chơi cực kỳ quyết tâm. Nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Mano Poking đã được đền đáp ở phút 38. Nicholas Mackensen là người đã ghi bàn sau tình huống bằng cách đánh đầu chuẩn chỉ, qua đó giúp cho Thái Lan bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1. Hiệp 2 trận đấu diễn ra có phần cân bằng hơn, Iraq vẫn lựa chọn cách tiếp cận khung thành đơn giản và thêm một lần nữa nó lại phát huy hiệu quả. Lần này là Advan, người đã lựa chọn vị trí thông minh để đệm bóng cận thành, ghi bàn ở phút 67, thêm một lần nữa đưa Iraq vừa lên dẫn trước. Tuy nhiên, những gì hấp dẫn nhất lại đến ở cuối trận. Thái Lan hưởng quả penalty ở phút 79, nhưng Terasin Dangda lại sút hỏng. Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi chỉ 4 phút sau, Phan Lan đã gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan và đưa trận đấu vào chấm penalty. Ở loạt đấu súng cân não, Thái Lan đã kém may mắn khi sút hỏng một quả duy nhất. Qua đó nhìn Iraq nâng cao chức vô địch Kings Cup ngay trên sân nhà. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport News, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục của chúng tôi về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.